Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp với Công an tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình Quốc hội khóa 15 tại kỳ họp thứ bảy. Đồng chí Lê Thị Thanh Xuân, Phó trưởng đoàn phụ trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và Thiếu tướng Nguyễn Thị Xuân, Phó giám đốc Công an tỉnh, đại biểu Quốc hội đồng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành liên quan trong tỉnh. Hội nghị đã cho ý kiến với 6 dự án luật, gồm luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật cảnh vệ luật phòng chống mua bán người sửa đổi luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ sửa đổi luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ sửa đổi luật công nghiệp quốc phòng an ninh và động viên công nghiệp Việc Bộ Công an chủ trì soạn thảo ban hành 6 dự án luật này có ý nghĩa chính trị, pháp lý và xã hội rất quan trọng, tạo cơ sở vững chắc giúp lực lượng công an nhân dân chủ động trong công tác tham mưu cho Đảng, Nhà nước hoạch định chủ trương, chính sách về bảo đảm an ninh trật tự triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong tình hình mới. Cho ý kiến đối với 6 dự án luật này, đa số đại biểu đều thống nhất với các nội dung dự thảo, đồng thời đóng góp các ý kiến để khi được ban hành, các luật mang tính khả thi, phù hợp với tình hình thực tiễn, dễ áp dụng, đáp ứng được yêu cầu quản lý nhà nước về trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới. Phát biểu kết luận, các đồng chí chủ trì hội nghị ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các đại biểu đã giúp cho đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh có thêm thông tin, từ đó nghiên cứu đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện dự thảo các luật. Đồng thời cho biết đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp ý kiến góp ý để đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập của các quy định hiện hành, hoàn thiện cơ sở pháp lý, bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật.